mày cũng đoán được đấy, bởi vì cái nhà chênh vênh ngay bên đường lộ như vậy thì tao nói cho mày biết, chả có đâu mà bảo là bền vững, rồi nó sẽ di dời nữa, rồi mày lại tuồn tiền cho nó nữa, và tiền của mày lại ra xà bần, bởi vì tất cả đều ra xà bần hết, đập phá là ra xà bần, cho nên tiền của mày nó không có phước đức. Tiền của mày phải cứu người bệnh, người ta ốm gần chết mà người ta sống lại, người ta sống được nữa, thêm được 1 tuổi, thêm được 10 tuổi cũng là quý giá, thêm được 1 ngày cũng quý giá. Còn mày giúp cho cái thằng Long Tứ, cái thằng Mỹ Đức đó, mày chỉ cho nó thêm kilo, mỗi ngày mày cho nó thêm 1 kg, vì nó ăn nhiều, nó béo như con lợn, nó béo đến mức phi nộn, chảnh chọe, cái thằng ngu dốt mà chảnh chọe ngồi hút thuốc, một tay gác trên một chân gác trên, phì phèo thuốc lá, một ngày hút 2 gói, mà cha mày, mày không có làm mày lấy đâu mày hút à Long Tứ, mày hút ở trên xương máu của con chim sâu đó, mày hút trên bẩn bựa của con chim sâu đó. Khi nào gần hết 1 tiếng em báo chị nhé, chứ nhiều khi say lắm, nói thẳng một Dạ câu với dạ đời thường, chị nói đi chị. từ bữa tới giờ, từ bữa tới giờ chị thấy em khản cả cổ, mà chị thì mấy ngày hôm nay chị rất là bận, công việc nhiều quá không có Dạ. thời gian, tối nay chị mới nhắn em là dự định tối mai đấy. Nhưng mà thôi, chửi lúc nào cũng được, với cái Dạ. tụi này năm mười rõ ra rồi, mọi việc nó đã lồ lộ ra rồi, nó lồ lộ ra rồi. Cái nhà đó, cái nhà là một cái đỉnh điểm của xung đột, cái nhà là cái nút thắt để mà cởi ra cái đỉnh điểm của cái vở kịch này, là chúng nó nói cái nhà này làm trên đất ông ngoại ông nội ông cố nhà thằng Hiếu với con Mai dù, thì bây giờ chính phủ nó lấy lại đấy, rồi cái nhà đấy làm trên bằng tiền của anh chị nuôi, thì anh chị nuôi bây giờ nuôi mình không nổi, đi làm thuê làm mướn khổ cực, một con thì bán sứ đi ra nước ngoài, một thằng ở nhà chạy thuê thấy mẹ, thế mà đi làm từ thiện một cái ngôi nhà hơn 100 triệu. Chúng mày đừng mở mồm làm từ thiện nữa nhá, trong túi chả có cái con mẹ gì mà hả mồm ra nói đi làm từ thiện, sao tụi bay bá dơ vậy hả? Tụi bay không biết ngượng à, tụi bay không biết bá dơ à? Nói như đời thường ấy, là chúng mày là từ từ tiếng Việt đó là cái gì nhỉ, bên này nó là delivery, tức là người đi giao hàng thôi, gọi là gì, bên Shipper tiếng đấy Việt chị. gọi là cái gì nhỉ, Shipper, shipper đấy. hả? Shipper. À, super, super, chúng mày chỉ là super thôi, đi giao hàng thôi, nhưng mà super kiểu này là mở gói ra ăn vụng một ít, người ta gửi nguyên một cái pizza thì chúng mày mở ra chúng mày bẻ một nửa chúng mày đớp, cái loại chúng mày là loại đó đó, cái loại super kiểu đó là super bẩn đó, chứ không phải super tử tế đâu. Mà làm super đi cũng được, cứ công khai đi, năm gửi gửi 10 triệu cho chim sâu, cho Hà 1 triệu tiền super, xong cộng đồng mạng vui như Tết, đăng mày ăn hết cả của nó, ăn cả cứt lẫn đái, rồi còn lên mạng to còi chửi người khác, nói rằng là hàng đêm phải cầu nguyện thế này, sám hối cầu kinh, sám hối cầu an, mày cầu an cho ông cô nội nhà mày, cầu an cho anh em dòng họ nhà mày đi út hàng, cầu han cho chính bản thân mày đi út hàng út lợn, mày là một con đàn bà bẩn bựa, tao nhắc cho mày biết, mày đừng có lên mạng để mà đừng lên quay clip để nói về các vấn đề từ thiện nữa đi nha, mà mày điên mày làm nữa là tao kêu gọi một số người mở kênh đó, cho mày trắng cái con mắt mày ra, tao nói cho mày biết như vậy, tao không có thời gian đâu, nhưng mà tao kêu gọi một số người khác để mở cái kênh ra để chửi mày, cho mày sấp mặt ngửa mặt mày ra, con đàn bà mà nhìn cái mặt mày đã giống mặt con lợn rồi, thì bây giờ cái đầu óc mày nó cũng không khác gì con lợn nữa, rồi cái tâm địa của mày thì như con chó sói, tâm địa của mày là con chó sói, đầu óc mày là một con lợn, cho nên hai cái đấy nó không hợp nhau, cái tâm địa của mày như một con chó sói là mày nghĩ ra đủ kiểu để mày ma mị cộng đồng mạng, nhưng mà cái óc lợn ấy thì không làm được gì hết, cho nên lên chỉ nói bừa nói bậy, cho nên nó lòi ra. Ta nói với chúng mày rồi, thật đi, tử tế đi, thì phước đức nó tới, lộc nó tới, mà sống như thế được rồi, ông trời cho mình có 2 tay 2 chân, không què không quặt, không bệnh không tật, làm mà ăn, sống
bon chen để mà đi làm từ thiện, trong túi thì chả có đồng nào, rồi đi ma mị, đi lừa đảo. Tao nghe đời thường phân tích, thật sự là đôi khi tao nghe clip, nói thật với đời thường TV thế này này, chị nghe clip qua nút hà đó, là chị không nghe được hết đâu, bởi vì là nghe cái giọng nó, chị chỉ muốn tắt clip đi thôi, nhưng mà nhiều khi nghe để biết nó ma mị như thế nào. Nhưng mà thật sự là vô cùng tởm lởm khi mà em phân tích, nó hỏi rằng, chị nghe lại cái câu là nó hỏi là có bị tiểu đường không, mà ăn bánh được không. Nó khốn nạn đến tận cùng của sự khốn nạn. Người ta nằm trên giường như vậy rồi, nó hỏi nhá, thèm gì không, ăn bánh được không, người ta bảo ăn gì cũng được, thèm đủ thứ. Tới chừng nó họ bảo đi mua bánh thì nó bảo rằng là có bị tiểu đường không. Mày là một con vô lương tâm, tao nói cho mày biết. Cái tâm địa của mày như một con chó sói, nhưng mà trái tim của mày thì chó nó ăn mất rồi, mà óc của mày thì óc lợn. Một con mụ đàn bà như thế mà. Cho nên chị nói thật với đời thường TV thế này này, không phải tự nhiên mà Minh Hùng nó bỏ chạy đâu. Nó không phải chuyện đơn giản mà Minh Hùng nó bỏ chạy đâu. Yeah. Minh Hùng nó ra đi, nó mang theo cả một cái bí mật, cả một kho bí mật về cái băng đảng này, để chị nói thật với em như vậy. Nó xét thấy rằng là không ổn nên nó chuồn. Em nói thẳng một câu, chứ không phải đơn giản là cái chuyện, không phải đơn giản là cái chuyện nó với con Út Hà này giận nhau đâu. Mà nó nghĩ rằng nếu nó mà còn tiếp tục với con Út Hà, nó sẽ bị xa lầy và nó sẽ bị nhục nhã. Bởi vì nó khi nó nhìn thấy cái đám mà thằng Hiếu với con Mai Dù nó về để nó làm cái tân gia tân lông ấy, là lúc đấy là Út là Minh Hùng nó đã bắt đầu thấy rằng bọn này quá chớn rồi, dùng tiền của Mạnh Thường Quân đi ăn đi chơi, nhớ không? Yeah. Ăn hết chỗ nọ, chơi hết chỗ kia, là tiền của ai, làm gì có tiền túi, tiền con Mai Dù vác về. Cho nên là Minh Hùng nó đã nhận, nó cảm nhận được là không ổn, cho nên nó chạy, nó bỏ của, nó chạy lấy người. Chứ không phải cái chuyện vợ chồng giận nhau, vợ chồng giận nhau nó thật mềm, ai chả nhà nào chả có vợ chồng giận nhau, sáng giận chiều về. Nhưng mà đây là một cuộc chạy trốn khỏi một cái băng đảng lừa đảo. Nói thẳng một câu như vậy, mà cho đến giờ này thì cái mặt mày còn ai dám vác mặt vào để mà ở với mày nữa, con Út Hà, Út Lợn. Tao nói thật với mày, chứ mày không nhìn được mặt mày, cái mặt mày nó ác lắm, cái môi mày, nó, cái miệng mày nó chê xuống như là cái quay chảo á, quay xanh á. Nói thẳng một câu như vậy, cái mắt mày thì nó híp húp lại, mà mày nói thì không bao giờ tao nhìn thấy cái ánh mắt của mày nó thể hiện, nó mở ra to lên, nhìn mọi người tươi vui nụ cười như thế nào. Ta mà nhìn cái mặt, nhìn vào gương mặt để mà biết cái con đôi mắt là nó thể hiện tất cả mọi thứ trong nó, cửa sổ của tâm hồn. Mà cái cửa sổ của mày ấy, nó đục ngầu, nó bẩn bựa. Mày có dám mở mắt mày nhìn ai đâu. Mày cứ nói vậy chứ mày có mở cái mắt to mày ra mày nhìn mọi người để cho mọi người biết mày là người trung thực tử tế, người đàng hoàng hay là người gian xảo. Một mát mắt mày nó cứ cụp xuống. Cho nên chị ta nói cho mày biết này, Út Lợn, mày đừng có lên làm clip nữa, bỏ nghề đi, nghề YouTube không hợp mày. Tao nói cho mày nghe, mày bán chuối chiên một tháng có khi 5 triệu, chứ mày làm YouTube chỉ được 2 triệu mà bị chửi tối ngày như thế. Con mày nó nghe, cháu mày nó nghe. Phước đức mày gánh. Nhân quả mày gánh. Tao hỏi mày như vậy thì có sung sướng gì không? Đi bán chuối chiên không sướng hơn à? Nó đi làm đây sướng hơn chứ chị. Đi làm đây chung là trước bán chuối chiên là Hùng nó ngồi nó chiên chứ cũng không sướng bằng bây giờ Lâm nó nằm nó chiên đâu. Chung đúng rồi, bây giờ thằng Lâm mà nó chiên lên. Còn bây giờ là nó chiên có mỗi một cái đũa của nó thôi, cái đũa của nó cứ gạt qua gạt lại, nó chiên mãi không có một quả chuối bẻ đôi vậy, quả chuối sạch đôi vậy đấy. Ngày nào cũng chiên, ngày nào Long Tứ cũng chiên chuối của Út Hà. Mà có quả chuối xẻ làm đôi là cứ thế, mà có một cái đũa là cứ chiên tới chiên lui chiên lùi chiên tiến để rồi mà gỡ gạc cùng nhau ăn cùng nhau hút chích. Cái loại người đâu mà ăn rồi tối ngày ngồi quán cà phê hút thuốc lá, mà cộng đồng Mạnh Thường Quân như con mụ năm gửi vẫn tuồn tiền về. Phước đức ở đâu ở năm gửi? Ta nói lại rồi, năm gửi ơi, mày có gửi nữa chứ gửi nữa tiền của mày nó cũng ra cứt ra đái ra xà bần thôi. Nó không thành những ngôi nhà tình nghĩa, nó không trở thành những cái gì là kỷ niệm, là những cái gì mà đáng tự hào, đáng trân trọng của một Việt Kiều ở nước ngoài gửi về đâu. Tao nói cho mày biết, nó ăn sáng thì chiều nó đi vào toilet, nó phọt ra.
còn nhà nó làm cái này ngày mai nó phá thì ra xà bần. Tiền của mày đó, năm gửi. Tiền của mày làm từ thiện nó ngon lành như vậy đấy, người ta làm từ thiện nó ra những ngôi nhà từ thiện để đời cho cả con cháu người ta hưởng. Mày phải tự hào, mày sống ở Mỹ chưa, sao mày ngu ngục vậy? Mày tuồn tiền về. Tôi nói một cái này nhé, tất cả các cộng đồng mạng sống ở bên nước Mỹ có thấy xấu hổ nhục nhã với một con mụ 5G như vậy không? À các quý vị, các quý vị có tin lời tôi nói là kiếm đồng tiền ở nước ngoài không dễ không các quý vị? Đúng, dễ là gì? Nếu bỏ sức ra thì sẽ có tiền, nhưng phải lao động, cày sáng, cày ngày, cày đêm, cày trưa, cày tối, không có ngủ trưa nha. Ở nước ngoài không có khái niệm ngủ trưa nha. Nghe mà nghe giọng lỗ tai lên mà nghe. Năm gửi, mày làm cho bập mặt mày ra. Cho nên là những người, những cộng đồng mạng sống ở bên Mỹ, truy cho cùng ra xem con mụ năm gửi này nó ở đâu, nó làm nghề gì, nó bao nhiêu tuổi mà nó ngu ngục, nó ngứa nghề đến mức độ như vậy. Ừ? Nó ngu ngục, nó ngứa nghề như vậy, ai biết được. Lên kênh Đời Thường, còm vào đấy cho tôi hay theo dõi ở đó để tôi đọc, tôi biết rằng mũi sống ở đâu, mũi làm cái nghề gì, bao nhiêu tuổi mà ngu ngục như vậy. Mày vừa phải thế năm gửi. Tao nghĩ rằng mày già nhưng mà không đến mức lú lẫn, nhưng mà thật sự là mày bị lú lẫn rồi. Mày chuyển tiền cho thằng Long Tứ là nhầm địa chỉ rồi đấy. Năm gửi ơi, lộn địa chỉ rồi. Mày gửi vào cho một thằng trai bao, mày gửi cho một thằng long nọc, mà để con chim sâu nó nói một câu rất đau lòng là năm gửi vận chuyển tiền cho Long Tứ mà nó không gọi cho chồng nha, đúng không em? Yeah. Nó không nói là năm gửi vận chuyển tiền cho chồng, mà nó nói là năm gửi vận chuyển tiền cho Long Tứ mà, thấy chưa? Mày có thấy đau không ở năm gửi? Cái nơi gửi thì mày không gửi, mày gửi lộn địa chỉ. Bởi vì tao biết rồi, mày thích khoai thằng Long Tứ. Mày nghĩ là thằng Long Tứ trai thân. Cho nên mấy con mụ già là vậy, ngứa nghề. Mà không biết là ngứa chỗ nào, không biết được. Mà Long Tứ thì giỏi nghề gãi lắm. Giỏi nghề gãi lắm, nghề của Long Tứ đó, nghề của chàng. Nghề của chàng là nghề đi gãi. Gãi phụ nữ để kiếm miếng ăn. Gãi con chim sâu, gãi con út hà, giờ gãi cả sang đến Mỹ là gãi con mụ năm cờ. Tao hỏi mày chứ, lý do mày cho tao biết lý do tại sao mày gửi tiền cho thằng Long Tứ năm gửi. Có phải vì nó là thằng đàn ông lực lưỡng không? Có phải vì nó là thằng trai tân không? Có phải vì nó là một thằng Mỹ được không? Rõ ràng như vậy rồi. Thì chả lẽ mày gửi, mày không gửi cho con chim sâu, mày không gửi cho con út hà, con út hà đó là chủ hụi đấy. Sao mày không gửi cho chủ hụi mà mày gửi cho thằng Long Tứ, lén lút cho thằng Long Tứ? Trả lời đi năm gửi. Mày úp mặt vào tường hay mày úp mặt vào đống cứt đi, mày thấy mày có nhục không? Cộng đồng ở bên Mỹ tìm ra con mụ này nó ở đâu, nó làm cái nghề gì mà nó ngu ngục đến mức độ như vậy. Nó từ bi một cách ngu ngục. Hả? Nguyên nhân từ cái con mụ năm gửi mà ra. Không có con mụ năm gửi này tiếp tục nữa, chúng nó đói dã ọng nó ra. Con mụ năm gửi vẫn tiếp tục tuồn tiền về. Hả? Sao mày ngu ngục như vậy? Mày nuôi mà mày cổ suý cho những cái người mà người ta đáng cổ suý, mày không cổ suý, mày cổ suý cho cái đám bật bựa, cái đám ăn bám, cái đám ăn không ngồi rồi lười biếng lao động. Mày thử nghĩ xem năm gửi, từ cái bữa thằng Long nó rời ra khỏi nhà mũ út gà tới giờ nó làm cái gì ra tiền? Tao hỏi mày là nó làm cái gì ra tiền, hay là nó chỉ làm đĩ đực? Giờ mày vẫn mày không nhận ra mà mày tiếp tục gửi tiền về cho nó, thì rõ ràng là mày muốn nó là trai bao của mày, mày muốn nó là phi công của mày. Mày già rồi, mày cũng vớt cú chót, mày là con đàn bà dâm tặc. Nói thẳng một câu như vậy, mày gửi tiền cho thằng Long Tứ là có mục đích, mà mục đích gì thì mày biết hơn tao, nhưng mà tao cũng biết luôn là con út hà là chủ hụi nha. Mày gửi cho thằng Long Tứ là mày tính nó là trai bao cho mày. Mày có ghen không? Đêm thì nó quặp con út hà, ngày thì nó chat với mày. Nó chat với mày vì mày bên đó mày cô đơn quá, mày buồn quá. Cũng có một thằng đàn ông nó chat chít với mày, mà nó có biết viết mẹ nó đâu, viết chữ không đúng. Nó
biết chứ có được đâu, thằng này có học hành cái con mẹ gì đâu mà biết được. Cho ra ngu như vậy đấy. Thế mà rồi con Út Hà vẫn dựng con chim sâu lên để chuẩn bị mở kênh YouTube. Này Út Lợn ơi, mày ngu rồi, mày để hết phần ngu, đừng có để sang cái phần ngu đấy sang cho con chim sâu nữa nhá. Nó đã tâm thần rồi, mày đừng đổ hết phần ngu của mày sang cho nó nữa. Mày đừng đưa nó lên làm YouTube nữa, mà để người ta vào người ta chửi nó, rồi cuối cùng nó đâm đầu nó chết là mày gánh hết, đã mày ăn hết một đống luôn đấy nha. Cộng đồng mạng mà chửi con chim sâu á, là tao nói cho mày biết, nó vẫn có lỗ tai để nó nghe, nó có điện thoại mà, tại vì YouTube của nó, kênh của nó là nó nghe. Mà người ta chửi quá là nó đâm đầu nó chết ra, mà nó nhảy xuống ao nó chết là mày ăn hết một đống đó của nhà bà bán, cái chưa Út Hà. Mày ăn hết đời mày không hết được thịt con chim sâu đâu, tao nói cho mày biết. Mày phải lường trước được những điều như vậy. Những cái người tâm thần á, người ta không làm chủ được người ta. Mà khi mày đưa nó lên cộng đồng mạng mà cộng đồng mạng chửi rủa nó quá, tao nói cho mày biết, nó nhảy xuống ao nó chết là mày hốt xác nó lên, mày ăn cho đến lúc mày chết cũng chưa hết xác con chim sâu. Tao nhắc cho mày một câu là mày phải nhớ như vậy. Tất cả những cái gì mà đời thường TV dự đoán thì mày không nghe, thì cuối cùng nó đến với mày. Giờ tao dự đoán cho mày, nếu mày mở kênh YouTube và cho con chim sâu, là có ngày mày ăn xác con chim sâu. Để tao nhắc cho mày biết như vậy. Bởi vì cộng đồng mạng nó không phẫn uất con chim sâu đâu, mà nó phẫn uất mày. Nó đè vào con chim sâu để nó chửi. Thì lúc đó con chim sâu nó không thể nào chịu nổi áp lực của cộng đồng mạng mà chửi nó suốt ngày đâu. Tao nhắc mày mày như vậy. Mày nên nhớ cái phần trăm cổ suý ủng hộ chúng mày không nhiều đâu. Tại vì lũ chúng nó cũng là ngu ngục thôi. Yeah. Cổ suý gì, ngày xưa con chim sâu, chị nói thật với em, ngày xưa con chim sâu nó cứ nói nhăng nói cuội, nó nhảy nhảy nhót nhót, nó ca nó hát, mọi người khoái nghe nó kiểu như để giải trí thôi. Chứ có cái gì ở con chim sâu để mà phải ca tụng, để mà phải nâng đỡ, để mà phải nọ phải kia. Có một điều duy nhất là phải đưa nó đi vào bệnh viện, thì không đưa nó vào bệnh viện để chữa bệnh. Mở mồm thằng Long Tứ nói để đi chữa bệnh chim sâu trước khi thằng Long Tứ nó còn mở mồm nó nói về chứ. Mai mốt đi bán vé số đi, chứ không đi hôm nay. Thế con Út Hà nói tại sao ông đi hôm nay, bảo để đưa con chim sâu đi chữa bệnh trước. Long Tứ ơi, sao mày tử tế thế? Sao mày tử tế thế? Hôm nay mày lại nói là ưu tiên đi chữa bệnh cho vợ mày hả? Hả? Mày đưa xuống ông bác sĩ, mày lấy mấy liều thuốc về, mày vứt vào trong đó, mày có cho nó uống đâu. Mày cho uống mỗi thuốc ngủ thôi, để nó ngủ cho phê đi rồi. Mày đi Út Hà coi như tha hồ mà chim chuột. Hả? Mà mày nói là để vài bữa nữa mày mới đi bán. Vé số mày đi bán chưa? Mày bán chưa? Cái thần xác của mày, cái thân xác của mày á, không làm được cái gì ngoài đĩ đực đâu, Long Tứ ơi. Mày chỉ làm đĩ đực thôi. Nhưng bây giờ á, cộng đồng mạng không để cho mày làm đĩ đực đâu. Chuyển nghề đi. Mày có con chim sâu có vẻ là vợ của mày đâu. Một ngày nào đó tan đàn sẻ, mày rúc đầu về, mày lại ăn bám ông bà già nhà mày. Tao nói cho mày nghe nhé, tất cả các kênh YouTube, tất cả những cái này, con mày lớn lên nó được nghe, nó được biết. Lúc đó nhục lắm, tao nói cho mày biết. Nhắc cho mày biết okay, như vậy. Ok chị, chắc là mình tạm dừng tại đây chị ha. Có gì nữa ngày mai tiếp tục. Dạ. Thôi đấy, thì là câu chuyện thì nó cũng là em đã nói rồi. Nhưng mà qua đây chị thấy là rất là bức xúc. Thì cũng cảm ơn em đã cho chị một chút ít thời gian để lên để mà thể hiện cái bức xúc của mình. Cảm ơn cộng đồng mạng trong và ngoài nước cũng như là Mạnh Thường Quân đã lắng nghe cùng chia sẻ. Chỉ mong các quý Mạnh Thường Quân á là cố gắng là suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề để mà rút cái hầu bao của mình cho đúng người, đúng lúc, đúng đối tượng. Thì chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ. Chúc đời thường TV có một buổi tối vui vẻ. Dạ, em cảm cũng xin cảm ơn chị. Và thay mặt tất cả các bà con đang theo dõi chương trình này, xin gửi đến chị cùng gia đình một lời chúc tràn đầy sức khỏe chị nha. Dạ, xin chân thành cảm ơn chị rất nhiều. Ok, cảm ơn em nha. Dạ, ok, dạ, bye em. Dạ.
Dạ thưa quý vị, vừa rồi là một ý kiến của một vị khán giả cũng liên quan đến là cái vấn đề của là năm tứ chim sâu. Thì bây giờ cái thời lượng nó cũng đã quá dài rồi quý vị. Bây giờ tôi phải chạy show sang cái kênh Lang Thang Sài Gòn với kênh Công Tâm TV để nói về cái câu chuyện của bé Tường Lan. Nếu bà con nào mà đang theo dõi cái câu chuyện của bé Tường Lan thì tôi cũng mời qua đó để giao lưu cùng với tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Và cái buổi trò chuyện hôm nay ở tới đây thì ở Đài Thường TV cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con chúng ta cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Bà con vui lòng cho Đài Thường TV xin một like nha quý vị. Bà con nào chưa đến kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Đài Thường TV. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Tạm biệt tất cả quý vị.